Thưa quý vị và các bạn, chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện đến nay đã triển khai được 3 năm với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Qua chương trình đã lan tỏa giúp đỡ hàng trăm hội viên phụ nữ biên giới thoát nghèo bền vững. Được sự hỗ trợ của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Serebok, bà Hờ Nhan Eban cùng nhiều phụ nữ xã Krongna, huyện Buôn Đôn được hỗ trợ con giống, cây giống. Đến nay, nhờ tham gia tập huấn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt chăn nuôi, nhiều hộ gia đình đã vươn lên thoát nghèo. Có chú bộ đội này giúp, hoặc là heo, gà, gì gạo này, hoặc là mì tôm này. Cố gắng nuôi cho nó có con, có cái lắm hả? Bán, nếu có nhiều thì bán. Nó cảm ơn là vui mừng rồi con bộ đội giúp. Lúc đầu là hai vợ chồng nói chung là mới lấy nhau là khó khăn á, em thấy khó khăn quá, giúp đỡ là hỗ trợ về gà, rồi bỏ ít vốn để cho chị mua bò về trang trại đó để cho chăn nuôi. Heo nữa, nói chung là 2-3 con heo nữa. Là 5-6 ký cá nữa đấy, xuống ở bên hồ á, hỗ trợ giống cho chị nuôi. Nói chung là tụi chị cũng ít là nó lớn thì chị cũng bán kiếm ít đồng cho nuôi con nuôi cháu á. Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương tại tỉnh Đắk Lắk được triển khai thực hiện ở 4 xã biên giới thuộc hai huyện Esup và Buôn Đôn. Đây là những xã đặc biệt khó khăn với tỷ lệ hộ nghèo cao. Trong 3 năm triển khai chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk huy động sự chung tay hỗ trợ từ các cơ quan đoàn thể, các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh được hơn 4,2 tỷ đồng để giúp đỡ phụ nữ nghèo ở 4 xã biên giới. Đến nay đã trao tặng 28 mô hình sinh kế cho phụ nữ nghèo, hỗ trợ 14 phụ nữ vay vốn từ quỹ đồng hành cùng phụ nữ biên cương, 13 phụ nữ vay vốn khởi nghiệp, tổ chức các lớp dạy nghề và giới thiệu việc làm cho 155 phụ nữ. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh còn phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk xây dựng 4 công trình dân sinh, trao tặng 3 nhà mái ấm biên cương, tặng 3.500 suất quà cho phụ nữ nghèo, tặng hàng trăm suất học bổng xe đạp, máy tính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới, tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí. Thông qua chương trình đã giúp cho 66 hộ gia đình phụ nữ thoát nghèo. Chương trình này cũng đã có nhiều cái hoạt động nổi bật. Thứ nhất là vận động tin nhắn và hỗ trợ các nguồn lực để cho phụ nữ biên cương có nguồn vốn để mà họ lao động sản xuất, rồi cải thiện cuộc sống gia đình. Cái nguồn vốn vay tuy nó không cao nhưng có thể họ nuôi một vài cặp dê và một vài con bò, hoặc là cải tạo vườn tạp, hoặc là đầu tư vào trong kinh doanh buôn bán nhỏ, thì đó là cũng để góp phần cho họ như vậy. Rồi cái thứ hai đó là về kinh tế, còn về vấn đề tư tưởng chúng tôi phối hợp với Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh tuyên truyền nâng cao cái ý thức là pháp luật, chấp hành pháp luật về cái luật biên giới, rồi luật phòng chống mua bán phụ nữ và trẻ em. Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương thì đã nhận được sự hưởng ứng rất tích cực của hội viên các cấp hội phụ nữ trong tỉnh cũng như là cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh, và đã huy động được nhiều nguồn lực hướng về biên giới bằng nhiều việc làm thiết thực, cụ thể cả về vật chất và tinh thần. Để trong đó đã chúng tôi đã triển khai xây dựng các cái mái ấm biên cương tặng hộ gia đình có phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, rồi triển khai cái chương trình hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ và chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ trẻ em ở khu biên giới, và nhiều các hoạt động khác giúp cho nhiều hộ gia đình phụ nữ ở khu biên giới là thoát nghèo và vươn lên ổn định cuộc sống. Bằng những hoạt động thiết thực, chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương đã giúp hội viên phụ nữ các xã biên giới trên địa bàn tỉnh thay đổi nhận thức, vươn lên thoát nghèo, đồng thời thắt chặt tình quân dân, góp phần nâng cao vai trò của người phụ nữ vùng biên trong tham gia bảo vệ biên giới.